22. Phẩm tùy thuận. Bấy giờ cụ thọ mãn từ tử thưa: Bạch Thế Tôn, trước đây Như Lai bảo tôn giả thiện hiện thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các đại Bồ Tát, mà hôm nay sao lại giảng Đại Thừa? Cụ thọ thiện hiện liền thưa: Bạch Thế Tôn, trước đây con đã nói các nghĩa của Đại Thừa sẽ không trái vượt với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật bảo thiện hiện: Trước đây ông đã nói các nghĩa của Đại Thừa tất cả đều tùy thuận, không trái vượt với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp thiện, pháp bồ đề phần, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp bồ tát, hoặc pháp như lai. Như vậy tất cả không có pháp nào là không thâu nhiếp vào trong Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Bấy giờ thiện hiện lại thưa: Bạch Thế Tôn, tại sao tất cả pháp thiện, pháp bồ đề phần, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp bồ tát, hoặc pháp như lai đều thâu nhiếp vào trong Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu? Phật bảo thiện hiện: Hoặc bố thí Ba La Mật Đa, hoặc tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện, hoặc mười lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn trụ xả. Này thiện hiện, tất cả các pháp thiện như vậy, pháp bồ đề phần, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp bồ tát, hoặc pháp như lai, như vậy tất cả đều thâu nhiếp vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, này thiện hiện, hoặc đại thừa, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức, hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tý thiệt thân ý xứ, hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ tý thiệt thân ý giới, hoặc sắc giới, hoặc thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ tý thiệt thân ý thức giới, hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ tý thiệt thân ý xúc, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc pháp thiện, hoặc pháp chẳng thiện, hoặc pháp hữu ký, hoặc pháp vô ký, hoặc pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi, hoặc pháp thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc thánh đế khổ, hoặc thánh đế tập diệt đạo, hoặc dục giới, hoặc sắc vô sắc giới, hoặc pháp không nội, hoặc pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh, hoặc pháp giới, hoặc chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghị, cảnh giới an ẩn, vân vân, hoặc đà la ni, hoặc tam ma địa, hoặc mười lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc chư Như Lai, hoặc pháp luật của Phật giác ngộ thuyết ra, hoặc bồ đề, hoặc niết bàn, tất cả pháp như vậy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng, nghĩa là vô tướng. Này thiện hiện, do nhân duyên này, trước đây ông đã nói các nghĩa của Đại Thừa tất cả đều tùy thuận, không trái vượt với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Thừa không khác Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa không khác Đại Thừa, Đại Thừa không khác tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa không khác Đại Thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại Thừa, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, tánh đó không có hai, không có hai phần. Này thiện hiện, Đại Thừa không khác bốn niệm trụ, bốn niệm trụ không khác Đại Thừa.
Đại thừa không khác bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, tánh đó không có hai, không có hai phần. Này thiện hiện, đại thừa không khác cho đến 10 lực của Phật, 10 lực của Phật không khác đại thừa không khác bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc 10 lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tánh đó không có hai, không có hai phần. Này thiện hiện, do nhân duyên này, trước đây ông đã nói các nghĩa của đại thừa tất cả đều tùy thuận không trái vượt qua bát nhã ba la mật đa. Nếu nói đại thừa tức là nói bát nhã ba la mật đa, nếu nói bát nhã ba la mật đa tức là nói đại thừa, vì nghĩa hai danh từ này không khác nhau.